Nó đợi chút nữa. Sao tay này không khóc hả mẹ? Đi chơi rồi con. Baby, ra đây. Ra lại đây nhanh lên. Em mặc quần áo đi chơi nào nhanh lên. À. Đây con. Ừ. Đấy ngoan. Giờ phải mặc quần áo cho em để đi chơi nào. Ra bóng mình đi bây giờ. Bút dưới thì bút dưới đồng này. Bút thích bụi. Đuôi đâu rồi? Đuôi con đâu rồi? Nó có mẹ mẹ mặc áo. Mặc áo mẹ mặc áo. Mà giống đầu tay vậy. Hả? Nó con. Nó con, đừng đừng mua tay nữa, đừng mua tay nữa. Đây. Đây. Đấy. Xinh đấy. Vừa in luôn. Nghe được chưa? Đi chơi nhá. Để cho đi lượn vòng nhá. Nhá. Nè, không. Còn mua cái này thì còn đừng mua tay con. Thì nắng á, em mặc áo mà. Ừ. Chưa vào đây, chưa vào đây. Nằm trong đây nhé, không nắng lắm nhé. Cho con mẹ bóc đi, từ từ mẹ bóc ra đây. Đây mẹ bóc cho con, từ từ. Con này, nào con ngồi xuống nào đây. Đây mẹ con. Ra đâu? Về đây con vừa mới về, con vừa đi mua sữa chua về này. Kìa, tổ vía này thích ăn này. Sao tay này mà không khóc hả mẹ? Ôi dồi ôi, đây mẹ lấy nữa con, mẹ lấy nữa. Ôi dồi, đây của con đây. Đây cái này. Ớt cho tay kìa. Đỡ không đó. Để mẹ một tí nha, để mẹ cho Bibi ăn xong rồi mẹ chơi với em nha. Có cho em dâu tây ăn với không? À, có cho chị dâu tây ăn với không đi. Thích ăn nha, thích ăn sữa chua nha.
đây của con, đây 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 đây. Đây bạn, đây mà này. Đi lên đây, rồi, rồi, đấy, con đi lên đây, rồi, con đi lên đây, rồi, đấy, đây của con đây.